Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong đêm ngày 7 tháng 11 và ngày 8 tháng 11, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Tàu thuyền hoạt động tại cả vùng biển trên cần chú ý đề phòng. Trở lại thời tiết trên đất liền ngày 8 tháng 11, khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, phía Nam có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tiếp tục bản tin là dự báo thời tiết cả khu vực trong tỉnh. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm từ 62 đến 93%. Khu vực miền núi, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm từ 65 đến 96%. Phần cuối bản tin là nhiệt độ cả vùng trong tỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.